Chào anh em, hôm nay tiếp tục cái bài 3 của cái chuỗi series dạy thiết kế nhá. Vẫn là tiếp tục học phần mềm Adobe Illustrator. Rồi cùng theo dõi nhá. Nói tiếp nhá, cái hôm trước anh nói với em ấy, bây giờ mình đưa vào một cái bài thực tế nhá. Đấy, giống như cái vừa rồi là anh nói về tức là mình sẽ nói về cái là hôm trước mình học về cái layer rồi đúng không? Học về một loạt các thứ rồi thì bây giờ mình sẽ áp dụng vào thực tế luôn nhá. Mình sẽ áp dụng vào thực tế và mình sẽ học tiếp dần thì nhìn nó đỡ chán. Đầu tiên là cái hôm trước mình đã biết là cái lệnh V rồi đúng không? Sẽ có tác dụng là để chọn và để di chuyển vật đúng không? Nhưng mà như bình thường như cái hôm trước là em cái lệnh rotate này, R này. Đúng không? Cái lệnh rotate này là em sẽ đã biết là khi em có thể chọn xoay được góc bao nhiêu độ đúng không? Ví dụ cái cột đây, hoặc cái ghế đây. Anh rotate này và anh giữ an này đúng không? Anh giữ an này anh chọn điểm quay đúng không? Ví dụ anh có thể chọn điểm quay dưới này. Thì anh có thể chọn được góc đây bao nhiêu đúng không? Ví dụ 15 20 đúng không? Preview xem trước này. Đúng không? Đấy. 15 hoặc là -15 này. -15 thì là ngược lại này. Đấy. Và có thể copy thêm ra đúng không? Preview đồng thời copy ra thêm này. Đúng không? Đấy, ấn Ctrl D tiếp này là nó xoay 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 ra một loạt này, đúng không? Là cứ Ctrl D liên tục là nó sẽ quay ra một loạt đúng không? Thì đấy là em thấy là em có hỏi hoàn toàn kiểm soát được cái góc quay này. Góc quay bao nhiêu này, tâm quay thế nào đúng không? Nhưng em có để ý là hôm trước anh nói là cái lệnh V và bắt đầu di chuyển thì là mình cứ giữ ấn giữ đối tượng này và kéo đi đúng không? Là biết rồi đúng không? Nhưng đấy chỉ là kéo linh tinh đúng không? Thế thì em có muốn biết là tức là ví dụ giống như kiểu cái lệnh rotate ấy, tức là mình sẽ di chuyển đi một đoạn đúng khoảng bao nhiêu đấy? Là em đã nghĩ đến chưa? Chắc chưa nghĩ đến đúng không? Thì cái đấy là hôm trước chưa nói đúng không? Thì đây nhá, cái lệnh V đây nhá. Nhảy đúp vào nó. Chọn đối tượng này, nhảy đúp vào nó này. Nhảy đúp vào nó thì ở đây em sẽ thấy nó có cái bảng hiện ra. Đấy, nó sẽ có một bảng hiện ra này. Đầu tiên là cái góc quay này. Đấy, khi mà để preview này nó sẽ có góc quay nhá. Đúng không? Ví dụ để đây nhá, là ví dụ đây đúng ngang đây. Không độ đây đúng không? Đây. Ví dụ 200 này. Preview này, ấn vào preview để xem này. Đấy. Hoặc là 500 này. Thấy không? Đúng không? Hoặc là 1000 này. Đấy, đấy là chỉ theo phương x thôi đúng không? Y không có gì đúng không? Yeah. Ví dụ đây anh lại muốn là cả x cả y này. 200 nữa này. Đấy, xéo xuống đúng không? Hoặc là 500 này. Thấy chưa? Đúng không? Hoặc là đây là -1000 này. -1000 nhá. Đấy, nó ngược lại đúng không? Đấy thì tức là khi mà em muốn mà tức là di chuyển một cái góc chính xác đúng không? Một cái khoảng cách chính xác thì em ấn như thế. Nhưng mà anh phải nói thật sự là bình thường anh cũng rất ít khi dùng cái này, anh toàn kéo bình thường thôi. Kéo và tự căn thôi. Đấy. Chứ cũng thật ra mà cũng ít dùng. Tại vì là trong bản vẽ mình nhiều khi mình cũng không cần thiết phải là kiểu quá chuẩn xác là bao nhiêu mà. Đấy, góc không độ để không này. Đấy. Và vẫn có thể copy đây nhá, giống như copy này. Đấy, con chân D ra đúng không? Nhân đôi ra đúng không? Đấy. Tức là thêm một cái nữa đúng không? Tức là vừa di chuyển vừa copy đấy. Đấy. Bên cạnh là cái việc hôm trước mình học copy là giữ an rồi đúng không? Giữ an và kéo ra. Giữ an kéo ra là nó có thêm một bản copy nữa đúng không? Đấy. Thì đấy là cái lệnh di chuyển nhá và nó cũng sẽ làm được nháy đúp nhá, nhớ là nháy đúp vào trên cái bảng lệnh này. Nháy đúp vào trên bảng lệnh nhá. Nháy đúp vào trên bảng lệnh cái lệnh B di chuyển đấy là nó sẽ làm được việc đấy. Bây giờ tiếp tục nhá. Cái hôm trước mà mình đã học về tức là nó giống như các cái layer ấy, các cái lớp trên dưới đúng không? Thì bây giờ anh sẽ xem về cái việc cái lớp trên dưới nhá. Ví dụ ở đây. Đấy, cậu bé này đang gọi là thần rớt đang đè lên trên đúng không? Thế muốn đẩy nó lên trên đúng không? Thì có phải là anh đã hướng dẫn là control với cả cái lệnh mở đóng ngoặc đúng không? Là lên dần đúng không? Thì có phải để lên dần anh sẽ ấn dần này. Ấn dần này, vẫn chưa lên đúng không? Đấy, bây giờ ấn sau khi ấn mấy lần thì đã lên trên được đúng không? Tức là em thấy là anh phải ấn mấy lần liền đúng không?
Có nghĩa là em phải biết là trong một cái bảng này ấy, nó sẽ có rất là nhiều cái layer, đúng không? Mỗi cái đối tượng này sẽ là một cái layer, một cái lớp đấy. Thì cái việc mà mình để muốn để di chuyển giữa các lớp đấy nó rất là khó. Bây giờ đây là chui xuống dưới của ông thần rớt rồi đúng không? Nhưng bây giờ anh lại muốn chui xuống dưới của cả cái tòa nhà này nữa cơ. Thì anh tiếp tục ấn nhá, ấn rất nhiều đúng không? Em thấy anh giữ ấn rất là nhiều này, đấy, ấn mãi thì nó mới lên được đúng không? Đúng không? Đấy. Thế thì em có thể thấy là tại sao mà anh hướng dẫn cái lệnh là lên trên cùng và lên dưới cùng, tức là giữ Ctrl Shift. Ấn này là một phát là lên trên cùng đúng không? Ấn cái này một phát là xuống dưới cùng có nghĩa là chui xuống luôn cả cái lớp dưới cùng không nhìn thấy gì luôn đúng không? Đấy. Thế thì cái cách sử dụng cái này để cho nó nhanh và dễ nhá, là ví dụ chẳng hạn như là bây giờ ở đây, tức là anh muốn là bây giờ anh muốn là cậu bé này chui xuống dưới cái tòa nhà này đúng không, thì sẽ phải ấn rất là lâu đúng không? Ấn đấy, một cách đầu tiên là cần ấn bao giờ tụt xuống đúng không, thì mọi người đều biết cách đấy rồi đúng không, rất lâu rất khó đúng không? Thế giờ có một cách nhanh hơn và dễ hơn mà ứng dụng của cái việc là một phát là lên trên cùng hoặc là xuống dưới cùng luôn ấy. Tức là bây giờ anh sẽ ấy nhá, anh sẽ chọn riêng cậu bé này này, và cái phần mà những cái phần mà sẽ chui xuống dưới cái tòa nhà này, ở đây mình nhìn thấy là cái phần mây này đúng không, đúng không, phần mây này, rồi là phần cả cái mây này luôn này, rồi cả cái lớp này đúng không, tức là gần như là chọn hết cái chỗ đống này, gần như là chọn hết cái đống này này. Em có thể gần như chọn hết luôn, em ở đây em bao chọn hết luôn. Nhưng em ấn bỏ trừ cái này đi. Đúng không? Tức là dùng cái lệnh ấn chuột nhá, kéo này, chọn hết toàn bộ này, đúng không? Nhưng mà giữ shift nhá. Giữ shift là trừ đi. Đấy, khi giữ shift là trừ đi, không chọn cái đối tượng này nữa. Và ấn tụt xuống dưới này. Một phát tụt xuống dưới luôn này. Em hiểu không? Tức là lúc đấy là mình đã chọn toàn bộ cái đống này cho chui xuống dưới cái nhà này. Hiểu vấn đề chưa? Chui xuống dưới cùng luôn, không phải là chui xuống dưới tòa nhà mà chui xuống dưới cùng luôn. Thì chui xuống dưới cùng thì có nghĩa là sẽ phải chui xuống dưới tòa nhà, đúng không? Không cần biết là tòa nhà nó ở cái vị trí nào, đúng không? Hiểu vấn đề chưa? Đấy đúng không? Thì rõ ràng là mình làm như thế là mình đấy. Hoặc là anh muốn là ví dụ chỉ có mỗi cậu bé này với cả cái đám mây này xuống dưới thôi, đúng không? Những cái khác không xuống. Thì chọn hai cái. Đúng không? Thì chọn hai cái đấy và tụt phát xuống, đúng không? Nhưng mà thế là lại chui xuống dưới cái nền này đúng không? Mất dưới cái nền này đúng không? Thì bây giờ mình muốn hiện có nghĩa là mình phải cho cái nền này xuống dưới cùng đúng không? Thì mình ấn cái nền mà mình lại cho tụt xuống. Đúng không? Đấy, thì nó ló ra ở đây. Đúng không? Đấy, em hiểu vấn đề không? Đúng không? Thế thì nếu mà mình không biết và mình chỉ có mỗi cứ ấn dùng cái lệnh này lên lên xuống xuống như này thôi thì sẽ rất là lâu đúng không? Mình chạy lên chạy xuống rất là lâu đúng không? Đấy, thì ở đây cái cách mình để mà chạy lên chạy xuống nhanh là như thế. Là mình có thể ấn như thế. Đấy, thật ra là đấy là cái này là nó không hẳn là layer. Trong cái này nó có một cái layer là cái khác, nhưng mà cái layer này thật ra là anh cũng ít dùng, nhưng mà tại vì là mình cứ ấn lên ấn xuống này nó nhanh. Đấy, chứ còn nếu mà layer để tạo layer thì nó đây nó sẽ phải điều chỉnh trong này. Lên lên xuống xuống trong này. Thì đây là cái layer giống như Photoshop ấy. Chắc em dùng Photoshop rồi em biết đúng không? Thì đây là cái quản lý layer giống như Photoshop này. Đấy. Thế còn cái vừa rồi như anh nói nó chỉ là lên xuống của các cái hình trên hình dưới thôi. Đấy, còn nếu em muốn quản lý theo layer cũng được. Thì em sẽ đưa vào từng cái này mỗi cái layer và em sẽ ấn lên xuống đây. Mà đi đấy. Tìm hơi mệt đó. Kéo lên kéo xuống đây. Đấy, nhưng mà như thế là nó hơi mất công đúng không? À. Mình chỉ cần là chọn hình trong quá trình mình đang vẽ đây. Đúng không? Và mình ấn chạy lên chạy xuống thôi. Cái việc đấy nó dễ dùng hơn, nó dễ làm hơn rất là nhiều đúng không? Và nó hiệu quả hơn rất là nhiều. Đấy, thì bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục đến một cái mà tương đối quan trọng mà nữa tiếp theo là tức là gọi là cái clipping mask. Đấy, tức là cái đấy anh sẽ giải thích luôn đây. Ví dụ toàn bộ cái hình này đây nhá, em đang thấy là anh đang vẽ có những cái phần nhô ra ngoài thừa đúng không? Đúng không? Yeah. Thì nếu chẳng hạn như là ví dụ bây giờ em sau khi em vẽ xong này em muốn là nó chỉ lấy đúng theo cái phần cái hình chữ nhật này thôi. Đúng không? Thì đầu tiên nhá, ví dụ anh có thể chọn tất cả này. Anh group lại nhá, group lại. Group đây. Hoặc là Ctrl G nhá. Ctrl G là group nó lại. Đấy là tất cả này thành một đối tượng rồi đúng không? Khi chọn một cái mà kéo đi tất cả nó đi theo nhau đúng không? Đấy là group đúng không? Cái này như buổi trước nói rồi. Thì bây giờ anh sẽ vẽ một cái hình chữ nhật đúng bằng như thế ở trên này. Đấy, vẽ được một cái hình chữ nhật đúng bằng như thế ở trên này và chọn cái đối tượng này này.
ấn chuột phải này, make clipping mask này. Đấy. Thấy không? Cái này thì cũng thôi, cái này em có thể ghi luôn, hoặc em ghi sau cũng được, tại vì đằng nào cái clip này anh sẽ lưu lại. Đấy, thì em thấy không? Nó crop fast là nó gọn gàng luôn đúng không? Nhưng crop đây có nghĩa là không phải là cái hình này mới mất đâu nhá. Vẫn ở đấy. Nó không bị phải là giống như kiểu Photoshop là em cắt là em mất cái hình ngoài này đâu. Nó vẫn ở phía đấy trong này, nó giống như kiểu một cái gói bọc ấy. Vâng. Em tưởng tượng nó giống như một cái gói bọc ấy. Đấy. Thì bây giờ khi mà đã chui vào trong này ấy, thì cái này cũng giống như thành một hình luôn. Em kéo đi nó giống như một cái group luôn. Em kéo đi nó cả hình nó đi luôn. Cái lệnh tô cái đó là tô bằng cái chữ M bình thường đúng không? Vẽ một cái hình bình thường thôi. Đấy, vẽ một cái M là một cái rectangle bình thường thôi. Thì bây giờ khi mà crop nó rồi ấy và được như thế rồi đúng không? Nhưng bây giờ muốn di chuyển, muốn thay đổi sửa cái hình ở trong thì có một cách là chọn cái hình này này, nhảy đúp vào này. Ấn đúp vào này. Đấy, à. Em thấy không? Ấn đúp ví dụ một lần chưa được em ấn lần nữa. Đấy. Thì nó sẽ mở ra cái hình ở trong và em vẫn có thể chỉnh sửa được cái hình ở trong. Đúng không? Chỉnh sửa được cái hình ở trong. Chứ nếu lúc trước không ấy là không chỉnh sửa được đâu nhá. Đấy. Xong việc sau xong xuôi nhá. Khi em nhảy đúp vào em sẽ thấy trên này nó hiện ra một cái bảng dòng ấy không? Tức là nó sẽ hiển thị là các cái lớp ở trong. Đấy. Các cái group, một cái clipping mask, một cái group ở trong. Đấy. Thì khi mà muốn quay ra ngoài thì lại ấn dần về. Có hai cách nhá. Ấn dần về là quay ra ngoài hoặc là nháy đúp ra ngoài. Đấy anh hướng dẫn hai cách nhá. Một cái là khi mà em nháy đúp ra phía ngoài trống này, khoảng trống này. Nháy đúp ra ngoài thì là nó sẽ thoát ra, quay trở lại ra ngoài. Đấy. Còn khi mà muốn chui vào trong, tức là chui lại vào trong cái hình này để sửa thì lại nháy đúp vào đây. Ví dụ một lần chưa được nhá, tại vì nó có thừa một cái group ở đây. Nháy đúp ra ngoài, ở đây nó đang thừa một cái group. Thì là nó vào trong rồi nó mới bị như thế. Lại nhảy đúp vào lần nữa này. Đấy, có thể nhảy đúp vài lần. Thì là nó sẽ chui được tiếp vào trong để mình chỉnh sửa. Đấy. Ví dụ nhá, lại tiếp tục nhá. Mỗi cái hình này nó lại là một cái group này. Em thấy không? Tức là giống như một cái hình tổng thể lúc nãy. Thì bây giờ một cái hình này nó cũng giống như một cái hình tổng thể lúc nãy. Đúng không? Tức là khi mà chọn nó di chuyển đi thì là cả hình luôn đúng không? Bây giờ em lại muốn di chuyển mỗi cái vòng đầu băng đô của nó trên đầu này đúng không? Em lại phải nháy đúp vào cái hình này. Nháy đúp một lần chưa được nhé đúng không? Nó mới chỉ là điều khiển được cái này thôi, nó tách cái phần này, nháy đúp tiếp vào này. Đấy, em thấy không? Nó thành từng cái phần group group nhỏ ở trong đúng không? Rất nhiều cái group ở trong nó. Lại nháy tiếp vào này. Đấy, thấy không? Em chọn được cái băng đô rồi đúng không? Đấy, thì em di chuyển nó đi. Thấy không? Thoát ra ngoài nhá, nháy đúp ra ngoài. Đấy, thoát đúp, nháy đúp ra ngoài khoảng trống là thoát hết ra ngoài, đúng không? Là cả cái này lại là một hình. Thấy chưa? Đấy. Thì là cứ nháy vào thế thôi, nó giống như cứ chui dần vào ấy. Đúng không? Đấy. Cái này ấn clipping mask nhé, release nhé. Khi mà muốn thoát khỏi cái clipping mask này thì ấn release này. Ấn chuột phải này, release clipping mask là nó thoát cái đấy ra. Và cái thứ hai là cái phải ghi nhớ nhá. Cái mà clipping mask ấy, cái mà để em gói toàn bộ cái đấy lại với nhau ấy. Cái hình mà để em gói cái hình đấy lại, vừa rồi là hình chữ nhật này đúng không? Nó bao giờ nó phải ở trên cùng. Đấy, tức là đây là anh đang để nó ở trên cùng rồi đúng không? Thì em chọn thì em sẽ làm được cái clipping mask đấy. Đấy. Thế nhưng mà nếu mà nó ở dưới này, anh chọn lại cái hình đấy nhá, hình chữ nhật đấy nhá. Cái này là hồi nãy em vẽ rồi đúng không? Ừ. Trong. Nó trong, anh vẫn đang để trong này. Trong. Nếu anh muốn để cho nó có đường viền màu chẳng hạn thì anh nhấn vào đây. Được. Cái nét đây cho nó màu đây. Đấy, em thấy mấy cái đường màu hồng mờ mờ không? Đúng không? Nhưng cái này nó chỉ là để tác dụng để cắt hình thôi mà. Ừ. Để gom hình thôi mà, thì mình không cần phải cho màu mè gì hết. Nhưng nếu để cho dễ nhìn thì mình có thể để màu này được. Nhưng nếu anh để cái này tụt xuống dưới cùng nhá. Đúng không? À. Anh lại chọn tất cả này, anh lại chọn tất cả để anh ấy click. Không được này. Không được. Lỗi hình này. Thấy chưa? Tức là cái clipping mask này, cái lệnh này ấy, nó sẽ thực hiện khi mà em chọn một đống hình này thì nó sẽ thực hiện bằng cái hình trên cùng. Ừ. Hình trên cùng sẽ là giống như là cái giấy gói, cái bọc. Em hiểu không? Thì cái bọc đấy nó phải ở cái lớp layer, tức là ở cái lớp trên cùng. Em phải di chuyển nó lên trên cùng. Yeah. Đấy. Bây giờ tiếp tục một cái ví dụ khác nhá. Là anh ấn vào đây này, anh chọn một cái hình 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 bầu dục này, hoặc là hình tròn này. Yeah.
đúng không? Hình tròn là chữ gì ta? Đây, nó có lệnh tắt đây. Để vào đây thì em sẽ nó sẽ hiện ra. Em để chuột vào đây nó sẽ hiện ra là chữ L. Đấy, thì ấn chữ L nhá, đúng không? Đấy, luôn luôn nhớ phím tắt thế. Đấy, thế bản thân là nhiều khi anh những cái ít dùng anh còn không nhớ cơ. Đấy. Tại vì ít khi vẽ hình tròn mà. Lúc nào cần thì vẽ thôi, thành ra là cũng không nhớ, nhưng mà những cái lệnh như di chuyển, V viết là mình nhớ. Đấy, M là mình nhớ tại vì mình vẽ thường xuyên. Đấy, thì bây giờ nó là ở trên cùng rồi đúng không? Anh lại chọn tất cả này. Đấy, thấy không? À. Đấy. Cắt đúng cái phần mà mình muốn lấy. Đấy. Thế ở đây là cái này đang group rồi nhá. Thế ví dụ anh ungroup ra này để nó rời hết ra này. Anh lại chọn thử làm thử hết tất cả nhá, xem có được nhá. Vẫn được đúng không? Đấy, vẫn được. Nhưng có điều là khi mình group kia lại thì nó sẽ dễ xử lý hơn. Đấy, nó làm một khối nó dễ xử lý hơn. Đấy. Thì là đấy là hình tròn hình chữ nhật nhá. Bây giờ anh lại ví dụ anh lại vẽ một cái hình khác nhá. Vẽ một cái hình linh tinh gì đấy này. Đúng không? Anh vẽ một cái hình linh tinh vào đây này. Tiếp tục này. Đấy, thấy chưa? Đấy, đúng không? Cái này là cái rất là hay đúng không? Rất là sẽ dùng rất là nhiều. Đấy, tức là mình muốn ví dụ đây ở đây là ví dụ như là anh nói ví dụ thôi, là em lấy một cái ảnh đi. Đúng không? Em lấy một cái ảnh bình thường em sẽ phải vào Photoshop. Nếu mà trên Photoshop đúng không? Em sẽ phải vào em cắt cái hình, em muốn bỏ cái hình mặt trời đi. Đúng không? Dạ. Thì em cắt nó đi đúng không? Ừ. Nhưng ở đây này em lười, em không muốn vào Photoshop em cắt, em vẫn đang vẽ trên Illustrator đúng không? Dạ. Đây, anh thử ví dụ cho em. Tức là anh vẽ quạ quạ thôi nhé, còn có thể vẽ nhanh hơn nhé đúng không? Vâng. Đấy. Anh trừ đi cái phần mặt trời đấy. Đây, đúng không? Ừ. Nó đang không đứt này. Nó không nối với nhau này. Phải nối liền hết với nhau nhưng mới được nhá. Ừ. Chọn này. Make clip back. Thấy chưa? Ừ. Đấy, thì nó tụt luôn đi đúng không? Nó xóa luôn cái hình này đi, đúng không? Đấy, thì nó rất là tiện. Và cái thứ hai là đây nhá, khi em ấn vào hình này. Em ấn vào hình thì em sẽ nhìn thấy cái đường mờ 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 nó này. Đúng không? Em ấn A này. Này ấn A nhá, điểm. Đúng không? Chọn điểm đúng không? Em nhìn này. Kéo vô. À, thấy chưa? À, okay. Đúng không? Em có thể chỉnh sửa được nó đúng không? Ừ. Thích không? Thích. Đấy. Rất đơn giản đúng không? Đấy, kéo vào. Đấy. Tức nó chỉ là một cái bao thôi mà, chứ hình nó đâu có mất đi đâu. Hình nó vẫn ở trong đúng không? Nháy đúp vào này. Nháy đúp vào lần nữa này. Vẫn nhìn thấy được. Đấy, tức là cái nháy đúp vào, nếu mà vẫn chưa thấy là nháy tiếp tục nháy đúp vào hình nữa. Thì nó tại vì nhiều khi nó có mấy cái group liền. Thì mình bắt đầu vào được trong để mình sửa lại nháy đúp vào. Đấy, tức là cái cách quản lý group lẫn cái cách quản lý bằng clipping mask ấy thì nó đều là giống như ở các cái gói bọc tầng tầng lớp lớp. Mình muốn sửa những cái hình ở trong thì mình cứ phải chui vào trong. Sau khi mình sửa xong thì mình lại nhấn đúp để mình chui ra ngoài. Đúng không? Chứ nếu mà em vẫn chui trong đấy thì làm sao em lại xử lý được những cái ngoài đúng không? Khi anh chui về, khi mà anh ấn vào group vào đây, anh ấn nháy đúp vào mấy lần này thì em nhìn thấy xung quanh nó mờ hết không? Ừ. Xung quanh mờ hết này. Anh ấn mà không có cái nào tác dụng được luôn này. Ừ. Anh không chọn được cái nào hết nhá, đúng không? Thấy chưa? Yeah. Đấy, em thấy không? Đấy là một cái rất là hay của nó đúng không? Anh lại một cái ví dụ nữa tiếp nhá. Anh vẽ một cái hình này. Ấn Y này, ấn Y ngắn nhá. Để lấy màu nhá. Đấy, khi em ấn Y thì em có thể lấy được các cái màu của nó này. Lấy được các cái màu của hình khác này. Đấy. Ấn Y ngắn là để chọn màu đấy. Cái này là Photoshop em biết rồi đúng không? Anh giữ An nhé, anh kéo nhé. Giữ An kéo này, lấy thêm một cái hình nữa ở dưới này, đúng không? Giờ hai cái này anh cho nó cái viền nó có màu nhá, để cho dễ nhìn nhá. Thì ví dụ cái này là đã có màu viền màu hồng đúng không? Làm gì con? Mang vào trong, mang luôn hết vào trong. Ấn Y này. Chọn vào cái này này. Thấy chưa? Nó lấy luôn đúng không? Ừ. Tức là nó lấy được cả màu lẫn kiểu cách của nó đúng không? Ừ. Cả viền và nét đúng không? Cái này là đang hình màu đen nhưng mà không có viền đúng không? Yeah. Chỉ là mảng màu không có viền đúng không? Là khi anh ấn vào cái màn nền đây là nó lấy màu đen đúng không? Yeah. Anh ấn sang cái này này. Đấy, em thấy không? Nó vừa được cả màu, được cả vừa cả viền luôn này, thấy chưa? Thế ví dụ lại làm khác nhá, cái này nếu mà chuyển sang nó là chỉ là viền không thôi nhá, không phải mảng màu nữa thì anh ấn vào đây. Cái phần mảng màu này anh tắt nó đi này, năn đây. Thấy không?
Đấy, ấn đi ở đây này. Thấy chưa? Mất màu. Mất màu đi rồi đúng không? Thì sẽ ở đây là bây giờ cái này này. Anh ấn vào đây này, anh chọn nhá. Ấn vào đây thì là vẫn là lấy vào cái nền nhá, đúng không? Tại vì nó thủng ở giữa mà. Vừa mới bấm Y đúng không? Ừ, ấn Y đúng không? Nhưng mà nếu anh ấn vào anh chọn vào đây nó thấy nó hiện ra đúng không? Ấn vào cái viền này. Ấn vào cái này. Đấy, mặc dù trước đấy nó đang là mảng màu đúng không? Dạ. Trước đấy nó đang là mảng màu xám đúng không? Dạ. Em ấn vào đây này, nó lấy đúng cái tính năng nó mất mảng màu đi, nó chỉ còn là đường viền thôi. Dạ. Thấy chưa? Anh lại thêm một cái ví dụ nữa nhá. Ừ. Cái này anh lại cho nét dày lên này. Đúng không? Cho nét dày lên này. Đúng không? Thì chọn đối tượng này này. Ấn Y vào đây này. Thấy chưa? Nó bắt chiếc hết luôn. Dạ. Đấy. Cái dưới cái nền này nó đang là cái màu chuyển nhá. Ừ. Nó đang là cái màu chuyển này. Chọn cái này, thấy chưa? Nó cũng chuyển luôn. Cũng chuyển theo luôn đúng không? Ừ. Đấy. Đấy. Đúng không? Thì đây quay lại là cái này nó là một phần của cái anh đang định nói thôi. Đây cho nó nét. Màu nét này. Dày lên này. Hai cái cho giống nhau luôn này. Để lên nhau một đoạn nhá. Bây giờ chẳng hạn nhá. Khi anh muốn thay đổi cái điểm này đi nhá, sửa hình nhá. Anh ấn A nhá. Ấn A đúng không? Là sang lệnh sửa hình đúng không? Anh ấn vào cái điểm này anh kéo đi được đúng không? Dạ. Là cái này rất là bình thường đúng không? Thế nhưng mà bây giờ anh lại muốn là kéo đồng thời cả hai điểm này cơ. Thì anh ôm chọn cả hai điểm này đúng không? Anh kéo này. Anh thấy không? Nó bị ảnh hưởng cái hình dưới không? Ừ. Tức là hai điểm này vẫn kéo, vẫn đi di chuyển được đúng không? Nhưng mà nó lại ôm theo. Tại vì khi mình chọn này, tức là khi mình ba vùng chọn đúng không? Là nó chọn theo cả cái hình dưới, nó bị kéo di chuyển đi đúng không? Ừ. Có một cách rất là hay nhá, là không ảnh hưởng đến cái hình dưới nhá. Nhảy đúp vào này. Để anh thấy nó mờ đi không? Anh thấy nó mờ đi ở dưới không? Anh chọn hai điểm này đúng không? Okay. A chọn hai điểm này. Này. Kéo. Ừ. Thấy chưa? Dạ. Đúng không? Không ảnh hưởng gì hết đúng không? Ở đây là cái ứng dụng của nó nhá, anh nói ví dụ nhá. Em vẽ một hàng mấy cái liền này. Đúng không? Ở dưới này có một cái hình này. Xong muốn có cái xéo xéo. Đúng không? Bây giờ anh muốn là kéo tất cả cái điểm này xuống này. Nhưng không ảnh hưởng gì ở dưới nhá. Ừ. Chỉ là kéo tất cả cái hình này nó tụt xuống thôi. Đúng không? Thì nếu anh ấn A anh chọn đây đúng không? Anh kéo xuống đúng không? Thì cái hình ở trên nó kéo xuống chạy xuống theo đúng không? Wow. Ở đây anh vẫn muốn giữ cái phần dưới không động gì nhá, anh chỉ chọn điểm thôi nhá, đúng không? Nhưng nếu mà anh ví dụ nếu mà như thế nhá, toàn bộ cái này này, bây giờ nếu mà anh nhánh riêng vào nó này thì nó lại chỉ kéo được mỗi đây thôi đúng không? Đúng không? Nhưng cũng không ảnh hưởng gì cũng xung quanh đúng không? Anh làm một thao tác này, anh group lại này. Group 4 cái nó lại. Group 4 cái nó lại đúng không? Nhánh đúp vào này. Hiểu chưa? Thì bây giờ là có nghĩa là nó không ảnh hưởng gì những cái đúng không? Nó ở trong một cái group mà đúng không? Chui vào trong cái group đấy đúng không? Ấn A đúng không? Không ảnh hưởng gì những cái khác đúng không? Kéo xuống này. Đấy, thấy không? Đấy. Thì em thấy cái này là dạy rất là sâu đúng không? Ở cái việc là em thao tác ở đây. Đấy, chứ còn nếu mà em chọn bừa, chọn chỉ chọn A không ấy, là em sẽ dính ngay vào những cái khác. Đấy, em dính ngay vào những cái khác và khi em làm việc là như thế nó sẽ ảnh hưởng. Đấy. Đúng không? Khi em vẫn chọn A đấy. Hoặc là có một cách khác nhá, là em nếu mà em ấn A này, nếu em không bao như anh nhá. Nếu em không quét, ấn giữ chọn chuột và kéo ra một kéo từ trên xuống này để chọn cái vùng chọn bao như thế này. Đây là anh ấn chuột nhá, ấn chuột ở trên xuống nhá, kéo xuống nhá. Tạo vùng bao vùng chọn nhá. Thì cái thao tác này là quen rồi đúng không? Giống như là Windows thứ mình cũng chọn như thế đúng không? Thế nhưng mà bây giờ mình không phải làm như thế nữa thì mình ấn chọn từng điểm một này. Giữ shift này. Shift. Giữ shift này, giữ shift chọn từng điểm một này. Thì cũng được. Đấy, làm như thế cũng được nhưng mà mất rất là nhiều thời gian đúng không? Chọn đúng không? Đấy, giữ shift kéo lên kéo xuống cho hình nó tụt xuống, thấy không? Nhưng rất mất thời gian đúng không? Trong khi đây em hai thao tác này, Ctrl G phát này, nhảy đúp vào này, đúng không? A kéo xuống này. Quan trọng là nó không phải nheo mắt, nó không phải chọn, em không phải từ 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 ấn từng cái một. Có thể là nó cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Anh nói là đúng là có thể nó cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Nhưng mà thao tác là nó rất là dứt khoát, đúng không? Nó rất là dứt khoát. Đấy là Ctrl G là group lệnh group nhá. Còn Ctrl Shift G này. Đấy là ungroup nhá. Đấy thì anh không nhớ là Ctrl Shift G này ungroup là cái lệnh sẵn hay là phải phải đổi lệnh, nhưng mà sẽ nói về cái để đổi lệnh sau.
sẽ nói về cái đổi lệnh phím tắt sau. Dạ. Đấy. À, là mình tức là mình có thể quyền thay đổi được cái phím tắt là mình sẽ sử dụng như nào. Ừ. Đấy. Thì là đấy. Thế thì ở đây sẽ mình sẽ thấy là ví dụ cái vấn đề ở đây là ví dụ mình muốn ví dụ ở đây cái mặt trời đúng không? Mình muốn thay đổi cái này nó dài ra một tí đúng không? Mình có thể ấn A và mình kéo vào đây đúng không? Dạ. Đấy, để mình kéo đi, nhưng khi em thấy ở đây nó sẽ bài toán đây này. Anh ấn A này anh chỉ kéo được mỗi cái này này. Đúng không? Trong khi anh muốn thay đổi cả cái múi mặt trời này cơ mà đúng không? Đúng không? Thì anh nhảy đúp vào này. Anh nhảy đúp vào cái mặt trời này, đúng không? Dạ. Anh nhảy đến khi nào mà tất cả xung quanh mờ đi hết đúng không? Dạ. Anh ấn A này. À. Anh chọn cả hai cái điểm này luôn này, không ảnh hưởng đến cái khác này. Okay. Đúng không? Em thấy vấn đề chưa? Đấy là cái ứng dụng của cái việc đấy đúng không? Ừ. Là em có thể chọn cái điểm đấy là em chọn cả mấy hình luôn, tại vì nó là mấy hình liền mà. Đúng không? Ở đây là em thấy là cái hình đây là nó gồm một hình này nhé đúng không? Ừ. Và một hình này dưới đúng không? Ừ. Đấy thì nếu mà em chỉ ấn A thôi thì em chỉ kéo một hình này thôi. Ừ. Đúng không? Ấn A lại và ấn A một lần nữa kéo một hình này theo đúng không? Ừ. Nhưng mà em ấn A và em bao một cái em chọn luôn cả hai này. Thì em kéo luôn đi đi. À. Đấy đúng không? Nó có tác dụng của nó. Nên tại sao anh phải dạy như thế? Nhảy đúp ra ngoài lại thoát ra ngoài. Đấy đúng không, rất là ổn đúng không? Cái clipping mask đấy là một cái rất là hay, lệnh clipping mask đấy là một cái sẽ rất là sử dụng, thường sử dụng luôn và rất là tác dụng nhiều luôn. Đấy thì hầu như cơ bản nó chỉ dùng một vài cái đấy thôi. Bây giờ là một cái tiếp theo nhá. Đây em có để ý những cái hình này, nó có những cái hình đồng tâm không? Nó cứ lan vào trong đúng không? Thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đúng không? Ừ. Nếu anh bỏ cái này đi nhá. Anh bỏ đến những cái hình kiểu lan màu đồng tâm thế đi nhá. Khi em ấn nhiều vào đến lúc mà em ấn nhiều vào nữa này. Đấy, cứ ấn sâu vào nữa thì em nhìn được một loạt group này. Group đúng không? Rất nhiều group đúng không? Nó sẽ chui dần vào trong này. Anh bỏ cái hình này đến đi. Nhìn cái hình này có xấu hẳn đi không? Đúng không? Nó xấu hơn hẳn so với việc lúc nãy nó có mấy lớp không? Đúng không? Kiểu nó có độ sâu màu và nó giống như kiểu là thể hiện cái giống kiểu 3D ấy, đúng không? Đúng không? Thì bây giờ để làm cái kiểu như thế nhá, đúng không? Là đây anh vẽ đây, L nhá. Đấy, quên dùng phím tắt đây. L đây đúng không? Nó sẽ có một cái lệnh gọi là lệnh offset đây. Object path đây. Offset đây. Đấy. Thì em nhìn ở đây anh đang để là trừ, ví dụ cho trừ 10 vào nhá, nhìn sâu hẳn vào cho dễ nhìn. Preview đây, em nhìn thấy nó tụt hẳn vào trong không? Ừ. Một đoạn đúng là không? Một cái nhỏ hơn mà mình copy đúng không? Đấy, ấn OK này, đúng không? Dạ. Thì nó sẽ đã tạo thành một hình trong này đúng không? Ừ. Giờ mình chọn, mình bắt chiếc theo lấy màu nhá. Ừ. Đi lấy màu theo nhá đúng không? Ừ. Đúng không? Tiếp tục này. Object này. Path offset tiếp này. Cái này thật ra anh có phím tắt. Đấy, anh có một phím tắt. Em nhìn này, anh đặt một cái phím tắt cho nó đây. Anh đặt, cái này là anh tự đặt nhá. Ừ. Anh đặt một cái phím tắt cho nó này, em thấy không? Con chuột quy không? Con chuột quy. Thì rất là nhanh nhỉ, anh nhấn một phát này, xong luôn, thấy chưa? Hơn là anh phải dò cái tay lên, anh ấn mấy lần động tác đúng không? Đúng không? Thì em nhìn đấy, so với hai cái động tác nhá, một bên là đây này. Anh ấn đây nhá, dò lên đây này, kéo xuống mấy lần này. Anh ấn một cái nó mới được đúng không? Yeah. Đúng không? Anh cầm chọn đây này, con chuột quy phát. Đúng không? Đấy, bọn game thủ là nó phải như thế nó mới nhanh. Thì đánh nó mới thắng được người khác. Đấy. Nhưng mà nhiều khi nó không hẳn là cái chuyện nhanh nữa đâu, mà cái thao tác đấy nó sẽ làm em thấy sướng hơn rất là nhiều. Đúng không? Nó sướng hơn rất là nhiều, em không phải nhìn lên đây, em phải dò. Em vẫn nhìn vào cái bản vẽ này của em đúng không? Mắt em vẫn nhìn vào cái bản vẽ chính này. Em không cần phải nhìn lên, tự nhiên mắt lại đưa lên đây, đưa lên xuống, đưa lên đây, đưa xuống đúng không? Cái màn hình to nhìn thấy rất là mệt, nó không bao quát được. Là hình đồng tâm. Đúng không? Tức là offset vào, tức là nó chạy vào một đoạn. Gọi là đồng tâm đấy, đúng không? Chính xác là đồng tâm đấy. Đúng không? Nhưng mà ở đây là sẽ có một cái là hơi khác là nhìn cái mặt trời đây nó lệch về một góc đúng không? Nhìn cái mặt trời đây nó lệch về một góc này thì anh cũng làm giống như thế này. Okay. Cho nó lệch về một góc này, đúng không? Cái này anh cũng cho lệch về một góc một tí này. Đấy, thấy không? Đúng không? Đấy, đây là anh đang dạy cả cái cách vẽ luôn đấy, đúng không? Ngoài công cụ đúng không? Ví dụ mình lại có thể làm một lần nữa đúng không? Mình có thể làm một lần nữa. Đây anh lại không dùng cái cách offset đấy nữa, anh kéo copy thẳng vào thôi, xong anh copy nhỏ vào trong. Đúng không? Không cần đồng tâm nữa. Đúng không? Đấy. Và cái này ở đây đang ở trên đúng không? Anh cho nó nhạt màu đi một tí này, không có gì để chọn nữa đúng không? Nhạt màu đi một tí nữa này.
Ok. Hả? Thấy nhá. Đúng không? Đơn giản đúng không? Anh làm luôn cái xúc tu mặt trời đi anh. Đây, vẽ luôn xúc tu mặt trời nhá. Thì dễ mà, cái đấy có gì đâu. Đây, đó vẽ đây nhá. Vẽ bằng pen. Vẽ đây nhá. À, ok, cái này. Thì quá đơn giản gì, đúng không? Vẽ giống nó. Và anh cho nó cái phần dưới này ôm hẳn vào trong đi. À thôi, vẽ cắt đây cho nó đúng chuẩn. Về sau nó, đại vì về sau nó còn chui vào hình vào trong nữa. Lúc nãy đang anh định dư ra thì anh tụt xuống dưới thôi là được. Đây nha, đúng không? Anh còn chuẩn quy này, tụt vào một đoạn này, thấy chưa? Đẩy cái hình nó lệch lên tí này, đúng không? Chuẩn chưa? Con chân quy tiếp, pha nữa này. Đấy. Đúng không? Giờ đổi màu thôi. Đấy, thế thôi. In. Bấm chọn in thế nào. Đúng chưa? Sao bảo lại cái này mình lấy màu sai. Cái lớp này là nó phải ở đây cơ. Đấy. Và cái này nó đang ở trên đúng không? Anh vẽ nó đang ở phía trên, em thấy nhìn nó thò ra đây này đúng không? Anh phải cho group nó lại này. Đầu tiên anh group nó lại cho nhanh này, đỡ bị xê dịch đi này. Anh cho tụt xuống dưới cùng đúng không? Tại vì cái layer này rất là nhiều, không biết là cái nào. Đúng không? Đấy, xong rồi lại rotate này, R này. Thay điểm, đổi cái điểm xoay ra đây này đúng không? Đổi cái điểm xoay ở giữa tâm này đúng không? View này. Cho một góc này. Ví dụ là 15 đây chẳng hạn đúng không? Ấn vào preview lại để xem để thấy không? Ít chắc phải 20. Phải 30 ấy. Ừ. Đây này, em nhìn cái đoạn nó vẫn có đoạn giao nhau này đúng không? Nó vẫn là giao nhau này, nó phải 35 chẳng hạn. Còn chưa được ấy. Thôi nhưng cứ ok thì tạm thế đúng không? Đúng không? Con cho D tiếp này. Thì em thấy một cái vấn đề là ở đây là nó đang bị, tại vì lúc nãy anh lấy bừa một cái tâm, anh đâu có lấy đúng cái tâm của cái hình tròn đâu đúng không? Anh không biết tâm của hình tròn ở đâu đúng không? Vâng. Đúng không? Sao con cứ ra đây làm gì đấy? Đến giờ ăn cơm. Chưa đến giờ, đi vào tí nữa bố gọi thì đi nhá. Đi vào đi. Đây này, ở đây em nhìn thấy khi em ấn lại vào hình nó ấn vào cái hình tròn dưới cùng nó đã hiện ra tâm không đúng không? Ừ. Đúng không? Thì em lấy một cái đường vẽ đi, em vẽ một cái ấy đi. Em vẽ một cái vào đây đi để nó tạm lấy tạm cái tâm để mình dò vào đây. Ừ. Đúng không? Ok. Đúng không? Để mình lấy dấu thôi. Vâng. Đấy là cái cách hơi nông dân thôi, còn tức là nó có thể cái cách xịn hơn, anh nói luôn anh cũng không biết. Đúng không? Anh đang dạy em cái cách để xử lý nó dễ hơn thôi đúng không? Dự án chọn vào đây vào đây đúng không? Thì bây giờ là mình đã lấy được chuẩn hơn đúng không? Nó đang bị làm sao, nó bị mờ tịt đi này. Rotate này. Dự án nhá, ấn lại vào đây này. Đó. Sao nhỉ? Sao mà tự nhiên mất, không nhìn thấy gì luôn. Thôi, đại khái là vẫn nhớ là ở đây được copy ở đây. Okay. Đúng không? Ừ. Con chân D này. Đấy, tức là rõ ràng mình nhớ cái lệnh ở chỗ đấy thôi thì mình cứ làm được như thế. Em thấy không? Nó không bị hở giai đoạn lúc lệnh đâu đúng không? Nó khớp rồi đúng không? Chỗ này hơi ấy một tí đúng không? Thì mình kéo xuống thôi. Đây là mình có kéo mình chỉnh thôi. Đúng không? Đấy. Thì cơ bản là như thế thôi, là xong hình mặt trời. Ok. Nhìn thì phức tạp ha. Ừ. Nhưng mà dễ mà đúng không? Đấy. Còn vừa rồi có một cái nữa là nhớ ra luôn là thôi cái phần màu đấy thì nói xong, bây giờ để đi tiếp các cái công cụ vẽ nữa.